Ngọt, năm nay 61 tuổi, đã nghỉ hưu, hiện công tác xã hội ở phụ nữ phường Đa Cao, quận 1. Dạ. Dạ, xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào Lê Lộc và em xin chào quý khán giả. Em tên là Hồ Thảo Chi. Năm nay em 36 tuổi và em làm dâu của mẹ được 8 năm rồi. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu của mình á thì cô có ấn tượng như thế nào? Lần đầu tiên cái ngày đó là ngày đám giỗ ông nội. Thì cũng có đông tất cả các anh chị em để làm đám giỗ của ông ấy. Thì thấy con trai cô dẫn con dâu cô về thì cả nhà mừng lắm. Trời ơi, các em nói: "Ôi, anh ba dẫn chị ba về, anh ba dẫn chị ba về." Thì ấn tượng đầu tiên thì cô thấy là cũng là trắng trẻo, nhỏ nhắn, dễ thương và lễ phép. Ông mới về thì cũng lạ, ít nói. Nhưng mà khi ăn cơm xong thì cũng xuống rửa chén. Chị có ấn tượng gì với mẹ chồng không? Em thì cái lúc mà em quen với chồng em á, dạ, thì anh cũng, anh nói giọng Nam chứ không có nói giọng Bắc. Nên là không biết là nhà là người Bắc. Cái xong anh cũng không nói luôn, tới khi mà theo anh về đó, anh nói là nhà có đám giỗ thì thôi ghé ngang nhà anh đi để anh sẵn giới thiệu với bố mẹ luôn. Rất là bất ngờ là tất cả bố mẹ, mấy em và con đều là nói giọng Bắc hết. Cái lúc đó cũng hơi giống như là rối vậy đó. Tại vì mẹ rất là thoải mái và mẹ hiểu được cái giống như là hiểu được cái tâm tư của cái người bạn gái mà lần đầu tiên về ra mắt vậy đó, nên là mẹ hỏi thăm, nói chung là mẹ bắt chuyện chứ mẹ không để cho mình phải nói hay hỏi hết á. Do ngày xưa á, lúc mà đi học á, bạn bè đều hay nói là thôi làm gì làm, đừng bao giờ lấy chồng Bắc, người Bắc rất là khó. Thật ra các anh mà nói giọng Bắc mà đi theo á là cho mấy anh gà số giá. Cái vấn đề chỗ là khi mà về làm dâu đó cô, thì chắc chắn là sẽ những cái điểm mà nó khác biệt giữa một người ở miền Tây và một người ở miền Bắc. Hợp nhau chuyện gì? Hợp thứ nhất là thích mua sắm, thích đi chơi, thích tham gia. Ví dụ mẹ làm công tác hội á, thì nhiều khi á, ví dụ có chương trình về mẹ con hiểu nhau hoặc là gì của hội mà tham gia thì mẹ nói con đi, con cũng nhiệt tình đi. Ăn uống thì nói chung thì cũng bên Bắc bên Nam thì Quyền Linh biết rồi, cũng mới đầu là cũng chưa quen. Thế nhưng mà cũng thích là nấu ăn, nấu món này món kia. Về cái ẩm thực á, thực chất á, mà nói khu vực phía Bắc và miền Tây, em ở đâu rồi? Em ở Cần Thơ. Chà, nó còn nặng nữa, tức là canh chua đó là ngọt, bỏ mấy muỗng đường luôn. Dạ. Cá kho cũng vậy luôn, thậm chí cái gì cũng bỏ đường, mà thậm chí khu vực từ miền Cầu Vĩnh Long đổ xuống đó là nó ngọt như là gì luôn. Vậy thì cô có bao giờ ăn món cá kho canh chua của con dâu nấu chưa? Con dâu mà nấu lên thì mình cũng ăn, nhưng mà mình không hợp khẩu vị. Còn đặc biệt với bố chồng thì nói: "Trời ơi, kho cá giống nấu chè quá." Nhưng mà không có nói với con dâu, mà chỉ nói với mẹ thôi. Trời ơi, nấu canh chua gì mà bỏ đường mặn quá. Thì mẹ thì cũng ăn, nhưng mà xong khi đó thì mẹ có chia sẻ với con: "Con cho cũng cho đường, nhưng mà con cho ít thôi, con đừng có cho ngọt quá." Tại vì nhà mình thì bố mẹ thì lớn tuổi, mặn cũng không ăn, mà ngọt thì cũng ăn ít thôi. Cho nên là con nêm lưu lượng, nói chung là để cho mà hòa khí trong gia đình, ai cũng ăn được. Như vậy văn hóa đó thì người miền Tây rất thoải mái. Vô bữa cơm là có chơi tô, mỗi người tô, mỗi người chỉ mạnh ai đấy xới. Yeah. Nhưng khu vực phía Bắc lại là khác. Yeah. Đúng không em? Dạ, yeah, đúng rồi. Thì cái văn hóa đó làm sao để chúng ta hòa hợp được? Hơi chụp giật xíu là bên người Bắc thì khi mà mình ăn cơm á, thì sẽ mời. Mời từng người luôn đó. Dạ, đúng rồi, mời từng người. Cái đó cũng chuẩn bị cái kiến thức khi trước khi về nhà chồng rồi. Có khi quên, nhưng mà bố mẹ cũng thoải mái lắm, bố mẹ không có bắt lỗi những chuyện đó. À, thì có khi quên, nhưng mà nghe bố mời hay nghe chị mời vậy đó là thôi nhớ lại rồi cũng mời cố gắng. Nhớ nha, mốt có chồng Bắc á là vô bữa cơm là: "Dạ, con mời ba, mời mẹ, mời cô, mời bác, mời em, mời anh, mời chị, dạ, mời cả nhà cùng chơi." Con là vậy, con vẫn mời mà mặc dù con người Nam, tại vì có ông nội, gia đình bên nội là hồi đó là người Bắc. Nhưng mà đông quá mình mời tổng hợp đi, mời cả nhà ăn cơm cho nó gọn đi ha. Nhiều khi mời xong cái ăn nguội trơn rồi. Đông quá. Rồi thậm chí là con dâu phải xới cơm cho cả nhà luôn đó. Dạ. Hai mẹ con có những cái xung đột xảy ra, cho dù nhỏ hay lớn gì chúng ta cũng có thể chia sẻ. À, mẹ đi mua rau ngồng cải á, cải thì ăn cái ngồng nó mới ngon, mà nó ngọt là nó mắc ở cái ngồng.
Thế nói con nhặt rau luộc rau đi. Trời ơi, con nhặt rau con chỉ lấy mấy cái lá thôi. Còn đi ngồng con bỏ hết cho sọt rác à. Con nhặt xong rồi con đi lên, cái mẹ dưới này mẹ thấy vậy mẹ tiếc. Tại vì chỉ cái nó ngon là cái ngồng thôi. Mẹ lượm ra hết, mẹ lượm ra cái mẹ nhặt lại mẹ luộc. Mẹ mua lần sau về mẹ chỉ. Cái lúc mà mình lượm trong sọt rác ra mà mình nhặt hoặc là con đã bỏ rồi thì hôm nay mới nói với con là con mới biết. Cái khi mà ăn cái nó, ủa nhớ này nãy bỏ thùng rác rồi mà ta. Sao mà giờ lại ở đây? Cái mới nghĩ cho bụng chết rồi, giờ chắc tiêu rồi. Bây giờ ăn là phải ăn cả cái cọng này hay sao? Mà thật sự ở miền Nam là hoàn toàn không có cái rau đó. Cái đó lúc đó cũng thắc mắc lắm. Tại vì mà nghĩ trong đầu, tại sao lúc đó mẹ không nói với mình, mà mẹ cứ lặt lại mẹ để vậy đó. Chắc là để trong bụng rồi, để bụng lâu lâu lấy ra nói hay sao rồi. Có bao giờ mà con dâu làm buồn lòng cô chưa? Con đem cái niềm vui lại gia đình mẹ rất là nhiều. Gia đình nhà cô thì người Bắc mình thương yêu hoặc là mình cái gì không có nói, không có thể hiện ra ngoài mà chỉ để trong lòng thôi. Thế nhưng mà con dâu về thì rất là lễ phép, đi làm thưa bố mẹ, về thưa bố mẹ. Nó làm cái sự gắn kết giữa gia đình như là làm như là con làm như là một cuộc cách mạng mới vậy đó. Tại vì nhà cô thì không bao giờ là tổ chức sinh nhật, thì mình chỉ biết với nhau vậy thôi, không có ăn uống tiệc tùng và không có tặng quà cho ai. Con rất là quan tâm sinh nhật hoặc những ngày lễ ngày Tết gì con đều có quà cho mọi người. Nói chung là một món quà nó chỉ là một tinh thần thôi, nhưng mà thể hiện cái sự quan tâm, cái sự gắn kết yêu thương trong gia đình. Cho nên là nhận lần đầu tiên á, cô năm mươi mấy tuổi cô mới được nhận quà của con dâu, cô rất là cảm động, cô rơi nước mắt luôn. Thì cô cũng chia sẻ thêm là con dâu cô ấy thì đi đâu về là con cũng có quà cho mọi người. Rồi ngay những cái ngày mà con đi công tác ở ngoài Huế đó, con về con mua tặng bố mẹ một bức tranh. Mẹ đọc đêm mẹ nằm mẹ khóc. Đêm đêm con đốt đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời bên con. Ôi mẹ cảm động lắm. Nhiều khi có những cái chuyện mà không có kể với con gái hoặc không kể con, mẹ nói chuyện với con dâu không à. Ví dụ chồng thế này thế kia mà mẹ không nói với con trai, mẹ lên mẹ nói với con dâu. Ông chia sẻ gì với mẹ chồng em về điều đó? Ông xã em á thì hơi cứng nhắc, rất thương bố mẹ nhưng mà không khéo. Khi mà nói chuyện với bố mẹ thì bố thì hơi lãng tai, nên là phải cần nói lớn thì ông mới nghe. Mà khi mà ông xã nói lớn á thì với lại cái mặt nghiêm á thì đâm ra giống như là muốn cãi nhau hay gì đó, cãi lại bố mẹ vậy đó. Thế nên là những cái lúc đó là những lúc mà làm cho mẹ buồn nhất. Bố mẹ thì thương cháu lắm, nên là bố mẹ hay dặn dò thế này dặn dò thế kia. Và nhất là cái vấn đề là chiều cháu, chiều đến nỗi mà nhiều khi hai vợ chồng không la được nó, tại nó biết có người bảo kê rồi, nó không có nghe đó. Thì những cái lúc vậy thì ông xã em hay lớn tiếng với ông bà cho là bố mẹ phải để con dạy nó. Cũng nhân đây thì con cũng thay mặt chồng con còn xin lỗi mẹ với bố. Chồng con không có muốn lớn tiếng như vậy đâu, nhưng mà chồng hay có là tính hơi cọc á, chứ không phải là ý của chồng con là không phải là cãi lại bố mẹ. Thì bố mẹ cũng thông cảm cho chồng con. Tại có lúc nào mà căng thẳng quá rồi hai vợ chồng có ý định ra riêng không? Cũng có một cái chuyện nó cũng dở khóc dở cười lắm. Có nghĩa là em á thì em đi làm mà cũng thích kinh doanh lắm. Lúc đó mấy đứa bạn nó cũng rủ là thôi tụi mình kiếm gì đó kinh doanh đi. Thì lúc đó cũng làm, nhưng mà tính trên tổng cái số tiền mà bỏ ra nó không có nhiều, mỗi đứa chia ra nó không có nhiều. Quên nói với bố mẹ, tới khi mà chuẩn bị khai trương á thì mới nói mẹ con có mở cái quán vậy đó, mẹ qua mẹ cúng khai trương giùm con. Mẹ hiểu nên là mẹ nói thôi đâu con chở mẹ qua đi để mẹ coi cái nó ra làm sao. Thì không có nói với bố. Về thì lúc đó mẹ cũng có nói với bố là con nó làm như vậy. Thì lúc đó bố lại buồn. Cái người lớn mà lo xa lắm, nói là con kinh doanh bên ngoài nữa vậy ai coi. Lý do là ông lo là vì hai đứa nhìn vậy thôi chứ còn chưa có lớn hơn ai. Hai vợ chồng mới bàn với nhau thôi, bây giờ ông bà cứ nghĩ mình còn nhỏ không à, tại vì mình ở chung với ông bà nào giờ mình ra riêng đi. Thì hai vợ chồng mới đi mua căn hộ. Khi mà về thì hai chồng về trễ, thì ở nhà bà đã cho ăn cơm, bà chăm giùm. Bây giờ nếu mà ra riêng thì ai là người chăm? Đó, vợ chồng thì sắp xếp không thể nào về trước được 6 giờ. Mà con thì 4 giờ nó đã ra rồi, mà đi làm xa nữa thì giờ làm sao? Nói chung là tính cũng đủ đường. Rồi nói vậy, nếu vậy thì giờ mình lại nhờ ông bà, thì đúng là ông bà thấy mình không lớn là đúng rồi. Hai chồng cũng rối tù mù lên. Quyết định thì là mua căn hộ rồi. Thì cuối cùng có ra riêng không?
Dạ không, cuối cùng là lúc tới ngày đó xin phép ông bà thì ông bà lại buồn. Ông bà nói là tại sao, thứ nhất là vấn đề ra riêng không nói trước với ông bà. Thứ hai nữa là cái vấn đề con cháu như vậy thì hiện tại giờ ông bà rất là quý cháu, mà đi ra vậy thì ông bà sẽ nhớ. Nếu mà các con mà nếu mà chủ động được mà ra riêng á thì cũng phải để cho con học hết cấp 1 đi, hoặc là để nó lớn một chút. Bây giờ các con đi đi làm xa mà về muộn này thì ai lo cho con, nói chung là sốc và buồn. Nếu mà đúng ra thì phải bàn bạc với bố mẹ trước thì nó hay hơn, chứ ông bà cũng đâu có cấm đâu. Dạ. Thôi bây giờ chúng ta xem coi người thứ ba họ suy nghĩ thế nào. Con rất vui khi mẹ và vợ được tham gia chương trình này. Nó thì giúp cho gia đình mình được hiểu nhau hơn và có những trải nghiệm thú vị. Mẹ à, con cảm ơn mẹ đã sinh ra con và nuôi con lớn khôn. Con luôn cầu chúc cho mẹ được mạnh khỏe và hạnh phúc. Vợ ơi, mình đã sống với nhau được 9 năm rồi và mình sẽ bên nhau nuôi suốt cuộc đời này. Cho dù có những khó khăn, những giận hờn, nhưng mong rằng vợ sẽ bỏ qua và mình cùng sống hạnh phúc với nhau, vợ nhé. Con thì cũng chưa bao giờ nói với mẹ lời này. Lần đầu tiên mẹ nghe lời này thì mẹ rất là cảm động. Vậy mẹ mừng cho các con. Có bao giờ chồng nói như vậy chưa? Nói, nhưng mà cái nội dung thì nó tương tự thôi, chứ còn cái cách nói nó giống như là giống như trêu ngươi mình, chứ không phải là nói ngọt ngào vậy đó. Đây là lần đầu tiên chồng nói vậy đúng không? Dạ. Hôm nay thì chúng ta tham gia chương trình cũng đã kể những cái câu chuyện, có thể đó là những cái góc khuất mà chưa bao giờ kể. Thì cái mong muốn để thay đổi tốt đẹp hơn á, mẹ muốn nói gì với con dâu, muốn con dâu thay đổi thế nào, chúng ta hãy chia sẻ thẳng với nhau đi. Mẹ thì thấy con như vậy là quá tốt rồi. Các con là nói đi làm là về con, kiếm tiền cũng vì con. Mà bây giờ thì trong cái độ tuổi thơ này thì nó ngắn ngủi lắm. Các con sống chậm lại một chút, dành nhiều thời gian về để chăm sóc con. Tại mẹ thấy 7 giờ mà các con chưa về, lúc nào cũng gọi điện thoại, ba ơi về với con, mẹ ơi về với con. Mẹ rất là xót. Cho nên là cái tuổi thơ của con nó, các con nó qua mau nhanh lắm. Chỉ chừng lên cấp 2 là nó đã bỏ mình rồi, nó không còn đeo mình nữa. Cho nên lúc này nó rất là cần các con. Cho nên các con tranh thủ cố gắng, một trong hai con sẽ là về sớm để mà chăm lo cho con, rồi để mà gắn kết cái tình cha con, rồi bố mẹ, rồi các thành viên trong gia đình. Mẹ chỉ mong muốn con vậy thôi, còn con cứ như thế này là tốt rồi, là hoàn hảo rồi. Mẹ cảm ơn con. Bố mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe để sống lâu với tụi con hơn nữa. Và cũng cứ bố mẹ hãy an tâm đi, tụi con lớn rồi, và tụi con sẽ biết tự lo và tự lập để bố mẹ không phải buồn nữa. Bây giờ á, mẹ nói một điều rất là hay. Hãy sống chậm lại và hãy lo cho con nhiều hơn nữa, dành thời gian cho con nhiều hơn nữa. Đó, bây giờ mình hứa với mẹ đi. Dạ, con hứa với mẹ là con sẽ không để mẹ buồn nữa mẹ. Rồi, mẹ cảm ơn con, các con cố gắng nha. Sẽ hứa giữ gìn sức khỏe, và các con rất là quan tâm tới bố mẹ. Nhiều khi đua nguyên một cái coi như là cái chương trình để bố mẹ đi khám bệnh, nhưng mà bố thì bộ đội người Nam mà tiếc tiền, đi bộ đội hành quân Trường Sơn á thì tiếc tiền, nhưng mà các con rất là quan tâm, nhất là sức khỏe của mẹ. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Tuyệt vời lắm. Hôm nay chúng ta đã chia sẻ tất cả mọi cái suy nghĩ của mình để hiểu nhau nhiều hơn. Gửi một tặng một kỷ niệm của chương trình. Chúc gia đình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Con cũng có phần quà dành cho cô và chị. Đây là Natto Enzyme ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Còn đây là Natto Gen giúp giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Đây là bánh bông lan Hurra Deli làm từ sữa thật và trứng tươi của thương hiệu BBK. Dạ, cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình.